bây giờ đem áp dụng cái chuyện rừng xanh vào trong một cái đời sống của bầy sói, thì cái người đầu bầy trưởng, không gọi là bầy, gọi là bầy trưởng nhưng mà các em nó gọi là Akela. Akela một cái người sói cô độc, già, không có gia đình. Thì chúng ta thể thử tưởng tượng người lớn tuổi không lập gia đình mà để đem hết cái sức lực của mình đi cho trẻ con. Đấy mới là một Akela. Bởi vì cả đời sống của anh ta đi săn về ăn thì cũng đem chia mồi cho cả bầy ăn. Anh ta có ăn mình anh ta đâu. Cái tình yêu thương mà sói con chính là Akela. Vì vậy người ta mới gọi là Akela là một sói cô độc. Có nghĩa là sói sống có một mình, đem hết cả tâm tư tình cảm của mình cho cái đàn sói. Ví dụ như trong gia đình ta có một cái ông nội thương con cháu lắm mà không có bà nội nữa, ông ta được tự do để săn sóc con cái. Gia đình nào được có ông nội mà săn sóc con cái, các cháu, thì các quý vị thấy có mừng không? Đấy, Akela là con người vậy. Nhưng mà Akela biết rằng mình không có đủ năng lực, do Akela bên cạnh đó có anh Balu. Ông Balu nhưng vẽ ông đeo cái kiếm thế này, mà gọi ông là tiến sĩ luật rừng. Bởi vì ông có thông thạo tất cả các luật pháp trên thế gian này. Mà người ta lấy cái luật rừng là đói thì đi săn, mà không đói thì đừng giết rồi vứt đi. Cây cối không cần phải chặt thì để cho nó sống đi qua, nó cầm con dao chặt cái cây làm gì. Trong bầy sói không có cái tội chuyện đó. Cần giết con vật để mà ăn, nhưng mà đem về nhà thì chia cho nhau ra mà ăn. Quý vị thấy cái tinh thần xã hội của anh Balu, anh ấy thuộc lòng các cái luật, anh ấy dạy cho Mowgli sống ở trong rừng. Vì vậy cho nên sau này Mowgli bị rắn xuống cái hầm rắn, nhưng mà Mowgli, tôi với anh là cùng một dòng máu lạnh. Thế là nó nghe thấy cái tiếng nói của đã rắn, rắn không cắn anh Mowgli. Rắn nằm trên mình con chăn dài 9 thước, làm bóng đưa nói chuyện với con chăn. Con chăn ngồi kể chuyện cho Mowgli nghe như là bà kể chuyện cho cháu về tất cả những cuộc đời con săn. Quý vị biết là nó cứ lột da sống đời mà, nó biết nhiều chuyện lắm. Mà nó đại Mowgli lại được lòng nó du cho Mowgli ngủ và nhiều chuyện khác. Quý vị muốn biết đọc chuyện đó. Đấy là có con ca là con chăn thôi. Có cái người làm thầy của Mowgli nữa là cái người thứ ba. Ngoài Akela, ngoài Balu thì có anh Bagheera. Anh Bagheera là cái người đỡ đầu vì con Shere Khan và các sói khác đòi giết Mowgli để ăn thịt. Nhưng mà con báo đã đứng đây giết một con bò mọc và tôi chuộc thằng bé này bằng một con bò mọc. Cho nên rằng cuộc sống của Mowgli nhanh nhẹn, khéo léo, biết núp, biết săn mồi, biết chạy, biết nhảy, giống như con báo. Bây giờ quý vị có con báo không? Nó lanh lẹ, nó biết trèo cây mà. Đó. Nhưng mà có phải hôm dậy một lúc là Mowgli biết đu cành này sang cành khác đâu? Không, đầu tiên là leo lên rồi bò cái cành cây như cái con lười. Để dạy, cách dạy trẻ con chúng ta đọc trong chuyện để Mowgli chúng ta học được. Có ba cái người thầy quan trọng nhất ngoài bố và mẹ là sói bố, sói mẹ được gọi là Rasa, là nuôi thằng nhỏ. Mà tại sao mà hổ còn không chịu nổi với cái người mà mới sanh? Các quý vị biết đàn bà mới sanh dữ lắm, nuôi con mà bảo vệ con, cho nên rằng là chỉ vào mặt con Shere Khan, tao sẽ nuôi thằng bé này cho nó lớn lên và nó sẽ xé xác mày. Shere Khan đi khỏi nơi đây, đuổi Shere Khan mà Shere Khan phải chịu. Bởi vì vậy mới gọi là Rasa, mà Rasa của tiếng Ấn Độ là con quỷ cái. Đấy, thấy không? Nó có những ý nghĩa giữ như con quỷ cái vậy. Cho nên là hổ cũng sợ. Nhưng mà người hướng đạo, một bầy trưởng mới biết là đấy là tình thương của người mẹ cho người con, bảo vệ người con. Giống như quý vị mà thằng bé con quý vị mà ai đụng tới, quý vị có vậy không? Đấy, nhưng mà phải đọc chuyện rồi phải ngẫm nghĩ ra, áp dụng câu chuyện rừng xanh vào đời sống sói con.
Ngoài ra thì còn nhiều bạn bè của Mộc Ly trong rừng lắm. À, Sin là gì? Sin là mấy con diều hâu. Khi mà Mộc Ly bị tụi khỉ nó bắt về hang lạnh để nó bầu làm chúa tể sơn lâm, thì bây giờ Sin mới bay với báo cho ông Balu Bagheera rằng tôi thấy thằng Mộc Ly bị tụi khỉ nó bắt đem về hang lạnh rồi. Thế rồi từ đó mà Balu với Baga đi cứu. Đấy lại là một trận chiến hùng hồn để cho các sói con chơi ở trong rừng. Khi mà bị Mowgli bị bắt đi về hang lạnh, rồi cuộc chiến đấu vì vậy nhé, trò chơi của sói con ở trong rừng là đi tìm Mowgli.